Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam là một châu Á bệnh phù Báo Tiến Dân ngày 22 tháng 7 có bài viết của tác giả Trường Nhân Tuấn Bài viết nói rằng Việt Nam đã và đang trên con đường trở thành một châu Á bệnh phù Hình ảnh bài viết trên trang Tiến Dân Châu Á bệnh phù, tên tiếng Anh nghĩa là Sick Man of Asia Theo Wikipedia, ban đầu được nhắc đến với hình ảnh đất nước Trung Hoa vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, khi Trung Quốc bị chia tách thành nhiều phe phái quân phiệt và thường được sử dụng bởi các nước phương Tây. Trước đó, người Anh bán lại thuốc phiện từ công ty Đông Ấn vào Trung Quốc để đổi lại việc buôn bán trà, nhưng việc buôn bán thuốc phiện lại khiến cho nhiều người bị nghiện. Sau khi bại trận trong hai cuộc chiến tranh nhà phiến với Anh, triều đình Mãn Thanh (1644-1911) buộc phải ký một loạt các hiệp ước bất bình đẳng với các nước thực dân phương Tây và bị người Nhật dòm ngó với đỉnh điểm là cuộc xâm lược Trung Quốc từ năm 1937 đến năm 1945. Từ bệnh phu, con bệnh có thể bị coi là xúc phạm vì nó ám chỉ một quốc gia suy yếu, lần đầu tiên được sử dụng cho đế chế Ottoman đang suy tàn. Chính quyền Thanh triều khi đó cũng đang trải qua tình trạng bất ổn xã hội, suy thoái kinh tế, tham nhũng và tan rã chính trị. Cụm từ này được cho là bắt nguồn từ khoảng năm 1895 và được hiểu gần như tương tự với từ Âu châu bệnh phu ám chỉ việc Sa hoàng Nicholas vào năm 1853 miêu tả đế chế Ottoman đang suy yếu và sau đó là đế chế Habsburg của Áo Hung. Sau thế chiến thứ nhất Cụm từ này được áp dụng cho nhiều quốc gia thuộc châu Âu, bao gồm Pháp, Ý, Anh và Đức. Trở lại bài viết, ông Trương Nhân Tuấn cho rằng Việt Nam hiện đang rất giống với trường hợp của nhà Thanh bên Trung Hoa, hậu bán thế kỷ 19 và đế chế Ottoman đầu thế kỷ 20 bên Thổ. Và Việt Nam đã và đang là một thứ châu Á bệnh phu. Hai đế quốc hàng đầu thế giới bị tan rã, lãnh thổ bị mất, bị chiếm đóng, quốc gia bị sỉ nhục, vì các hiệp định bất bình đẳng do các đại cường quốc áp đặt chỉ có một nguyên nhân. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay. Trích lời phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Tuấn chỉ ra rằng đế quốc Trung Hoa cũng như đế quốc Ottoman suy tàn vì những lý do nội tại. Họ say sưa với ảo tưởng ta đang sống trên đỉnh cao, vô quan buông thả việc quốc gia quốc pháp lỏng lẻo quan chức bỏ bê chuyện nước mà chỉ chăm lo cho bản thân và dòng họ quan lại tham nhũng đồng lõa với nhau thi nhau hà hiếp dân lành và đục khoét tài sản của cải quốc gia hình ảnh miêu tả xã hội trung quốc nghiện ngập liên xô và khối xã hội chủ nghĩa phương tây sụp đổ cũng vì các lý do tương tự ta là đỉnh cao trí tuệ của loài người Ông Tuấn chỉ ra nguyên nhân chính là tính cực đoan, sự duy ý chí và chủ nghĩa cộng sản không khác sự cực đoan thủ cựu của Khổng giáo đi cùng một con đường thì đến cùng một điểm đến. Tuy nhiên theo ông Tuấn, chế độ cộng sản Việt Nam tránh được sụp đổ đầu thập niên 1990 do may mắn vì kịp thời có chủ trương đổi mới từ cuối thập niên 80. Vấn đề là Việt Nam hôm nay rập khuôn Trung Quốc trên mọi phương diện. Trung Quốc phát triển thần kỳ mà sự phát triển này đến từ vốn liếng và khoa học kỹ thuật của Tây Phương. Trung Quốc ăn cắp sản phẩm trí tuệ cũng như khoa học kỹ thuật của Tây Phương, nhờ vậy họ rút ngắn được thời gian phát triển. Ông Tuấn nói, với những thứ ăn cắp đó, Trung Quốc tưởng rằng họ đã vô địch thiên hạ. Dẫu vậy, đảng Cộng sản Trung Quốc có lý do để tự hào rằng chưa bao giờ đảng Cộng sản Trung Quốc có được cơ đồ như ngày hôm nay. Ông Tuấn đặt câu hỏi tiếp theo rằng, còn với Cộng sản Việt Nam thì có gì để tự hào như vậy? Tôi cho rằng đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước vào tư thế châu Á bệnh phu. Việt Nam hiện đang sống trong những thập niên đầu tiên của thế kỷ nhục nhã. Ông Trường Nhân Tuấn là một nhà nghiên cứu lịch sử và một blogger với nhiều bài viết xuất sắc về các vấn đề thời sự. Ông Tuấn hiện cư ngụ tại Pháp và là tác giả của cuốn Biên giới Việt Trung 1885-2000 lịch sử hình thành và những tranh chấp dày 860 trang do nhà xuất bản Dũng Châu ấn hành vào năm 2005. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Việt Nam là một châu Á bệnh phu. Bộ trưởng Bộ Văn hóa là người vô văn hóa. Báo Đất Việt ngày 21 tháng 7 có bài viết bình luận về sự kiện một quan chức Việt Nam giành thảm đỏ khi đón tiếp Thủ tướng Malaysia theo đó, Bộ trưởng Hùng, 62 tuổi, được ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng, cử ra nội bài, đón tiếp và tặng hoa cho Thủ tướng Ibrahim vào ngày 20 tháng 7. Hình ảnh bài viết trên báo Đất Việt. Các tấm hình trên báo chí trong nước cho thấy ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dành bước trên thảm đỏ tại buổi đón ông Anwar Ibrahim, Thủ tướng Malaysia, ở phi trường nội bài Hà Nội. Tấm hình ban đầu được báo VTC News đăng tải khiến dân mạng chỉ trích ông Nguyễn Văn Hùng làm bộ trưởng văn hóa mà vô văn hóa. Khi giành hết thảm đỏ trong lúc Thủ tướng Ibrahim phải bước chân trong chân ngoài thảm đỏ. Trong tấm hình nêu trên, dường như một cận vệ của ông Ibrahim đang bước theo sau tỏ vẻ câu mày khi thấy sự thất thố của chủ nhà dành cho khách quý. Tuy nhiên, theo báo người Việt, nhiều báo ở Việt Nam đã đồng loạt gỡ bỏ hình ảnh này trên các bài báo trước đó. Từ chuyện Bộ trưởng Văn hóa Cộng sản Việt Nam danh thảm đỏ với Thủ tướng Malaysia tại sân bay nội bài, công luận đặt vấn đề về phong văn hóa kém cỏi của cán bộ và yêu cầu đào tạo gấp cho quan chức về văn hóa ứng xử liên quan tới quan hệ quốc tế. Báo Đất Việt trích lời ông Ngô Huy Cương, giảng viên Đại học Luật Hà Nội, bình luận trong bức ảnh cán bộ cao cấp của ta đón thủ tướng nước bạn sang thăm chính thức nước ta ai cũng nhận thấy có gì đó không ổn nhiều người bất bình đã lên tiếng cán bộ ta phần nhiều trưởng thành từ cơ sở đi lên chưa có nhiều hiểu biết về phép tắc ngoại giao quen sống bổ bả để tỏ ra quần chúng tuy nhiên không hiểu biết rằng quần chúng dù có nghèo khổ làm lũ nhưng vẫn giữ được lề thói ông cha để lại ông cường nói vậy lỗi chính thuộc về các trường đào tạo cán bộ đã không cho họ học thức tương đối đầy đủ nhất là về văn hóa ứng xử liên quan tới quan hệ quốc tế có lẽ các chương trình đào tạo chính trị nhất là cao cấp cần phải cho các sếp học bổ sung thêm về kỹ năng giao tiếp như sinh viên chính quy ở các trường đại học hiện nay facebooker đinh bá truyền thì nhận xét nguyễn văn hùng đi đón thủ tướng nước mã lai mà bước trên thảm đỏ cho khách dạt ra ngoài bao nhiêu là ác ý, có người còn bảo bộ trưởng vô văn hóa. Thật ra cụ bộ trưởng Hùng rất văn hóa, thứ văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam ấy. Ai bảo người Việt có câu tiên vi chủ hậu vi khách. Thảm đỏ của ta thì ta cứ bước, rõ ràng song phẳng mẹ nó sợ gì. Hình ảnh ông Hùng dành thảm đỏ với thủ tướng Malaysia. Nhìn nét mặt hai viên cận vệ của thủ tướng Malaysia thì rõ, một người câu mày khó chịu và người kia thì mở miệng cười một số ý kiến khác cho rằng sau vụ việc này cục lễ tân nhà nước cần xây dựng và phổ cập gấp bộ quy tắc hành vi ứng xử ngoại giao cấp nhà nước cho lãnh đạo cấp cao facebooker chí tâm còn làm hẳn một bài thơ để chế giễu bộ trưởng hùng bài thơ như sau có ông bộ trưởng xứ ta đẩy thủ tướng bạn bay ra bên lề vô lễ hay không thuộc nghề để quốc thể bị cười chê nhục là bộ trưởng văn hóa xứ ta thể hiện văn hóa nước nhà quá siêu. Báo Sài Gòn nhỏ bình luận về sự kiện này cho rằng chẳng biết nhà nước Việt Nam có bao nhiêu tấm thảm đỏ dùng để đón khách quốc tế, có tấm nào lớn hơn hay không mà trải tấm thảm này nhỏ quá. Ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1961 quê ở Quảng Trị được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Trước đó, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ này. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa. Nhưng có vẻ ông bộ trưởng này nên học thêm về văn hóa ngoại giao. Hồi năm 2020, ông Nguyễn Văn Hùng khi còn làm bí thư tỉnh Quảng Trị bị nhóm báo sạch của ông Trương Châu Hữu Danh bình luận là người kiểm phiếu vĩ đại kèm theo một tấm hình cho thấy ông Hùng nhìn vào lá phiếu của những người bỏ phiếu tại một kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo. Đ với bản tin Bộ trưởng Bộ Văn hóa là người vô văn hóa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo. Đ để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đề